Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình ngày hôm nay sẽ có nhiều nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung xử lý chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm. Các hãng bay tăng chuyến cả ban ngày và đêm tại Tân Sơn Nhất từ ngày 6 tháng 1 đến 5 tháng 2 2023. 5 địa điểm không thể bỏ qua khi đến Việt Nam do tạp chí du lịch Trip Travel lựa chọn. Con cua trọng lượng 1,45kg đoạt giải con cua to nhất tại ngày hội cua Cà Mau. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát xử lý đối với các chung cư cấp D, tức chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn quản lý. Theo đó, các cơ quan chức năng bên cạnh việc khẩn trương rà soát xử lý đối với các chung cư này thì cũng cần thực hiện di dời khẩn cấp người dân đến nơi ở mới an toàn. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý theo đúng quy định. Các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến tài sản và sự an toàn của người dân. Số liệu thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy trên địa bàn thành phố có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, trong đó qua kiểm định chất lượng có 15 chung cư cấp D, tức bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, 116 chung cư cấp C. Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cho phép các hãng tăng chuyến bay cả ngày và đêm tại Tân Sơn Nhất để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán. Các hãng bay được cấp thêm slot lượt cất hạ cánh, tối đa 44 chuyến mỗi giờ vào toàn bộ khung giờ ban ngày và 36 chuyến mỗi giờ vào ban đêm. Như vậy, các hãng dự kiến có thêm 32 slot, tương đương 6.000 ghế mỗi ngày. Thời gian áp dụng từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Đầu tháng 12, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng bay tăng tần suất khai thác lên 44 chuyến mỗi giờ, song chỉ áp dụng khung giờ trưa và chiều tối, tương đương thêm 7 chuyến bay mỗi ngày. Hàng không Việt Nam cho biết, việc phân bổ thêm chuyến bay để phục vụ người dân về quê ăn Tết không ưu tiên đến điểm du lịch, tăng chuyến tập trung trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đồng Hới. Đến nay, nhiều đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán có tỷ lệ đặt chỗ cao. Theo lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023, đơn vị dự kiến đón khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày, tăng 20% so với khi dịch chưa bùng phát. Sân bay phối hợp các hãng taxi tăng số xe cũng như phương án điều phối nhằm giải tỏa khách. Tạp chí du lịch Trip Travel vừa lựa chọn 5 điểm đến hàng đầu mà du khách không nên bỏ qua khi đặt chân tới mảnh đất hình chữ S. Mỗi thành phố được lựa chọn đều có văn hóa, lịch sử và phong cảnh độc đáo riêng khiến du khách mê hoặc. Đó là Hà Nội với khu phố cổ nổi bật nhờ sự pha trộn giữa văn hóa truyền thống và hơi thở hiện đại. Là Thành phố Hồ Chí Minh với những khu chợ sôi động, ẩm thực truyền thống và kỳ quan kiến trúc. Là Đà Lạt với thời tiết mát mẻ quanh năm, cao hơn mực nước biển 1.500m. Là nét đặc biệt ở vùng đất nhiệt đới gió mùa như Việt Nam nói riêng hay các nước Đông Nam Á khác nói chung. Thành phố biển Nha Trang là một trong những điểm đến nghỉ mát tuyệt đẹp và nổi tiếng nhất cả nước và có nhiều km đường bờ biển, rừng rậm nhiệt đới, xen lẫn với nền văn hóa phong phú. Hội An là địa điểm cuối cùng trong danh sách này, là một phố cổ xinh đẹp nằm bên sông, di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã trải qua hơn 1.000 năm văn hóa kết tinh. Hội An là nơi có nhiều điểm tham quan văn hóa, bao gồm những ngôi nhà bằng gỗ, các quán trà kiểu cũ và chùa cổ. Hội An mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa cuộc sống của một đô thị cổ và thiên nhiên. Với trọng lượng 1,45kg, một con cua đã đoạt giải nhất con cua biển cân nặng nhất tại ngày hội cua Cà Mau. Bên cạnh đó, 69 món ăn được chế biến từ cua biển Cà Mau cũng đã xác lập kỷ lục Việt Nam. Vượt qua 40 con cua khổng lồ khác có trọng lượng từ 1,1kg trở lên, con cua biển của ông Dư Thái Bình ở huyện Nam Căn, Cà Mau đã được ban tổ chức trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng. Cua dự thi phải đủ một cặp càng, một cặp chân bơi, ít nhất hai cặp chân bò. Cua được trói bằng dây trói cua không trọng lượng. Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung sự kiện chế biến và công diễn các món ăn chế biến từ cua Cà Mau nhiều nhất Việt Nam, 69 món, cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau và kết hợp nhận bằng kỷ lục châu Á lẩu mắm U Minh. Với diện tích nuôi sen canh trên 250.000 hectare, Cà Mau là nơi có sản lượng và diện tích nuôi cua nhiều nhất cả nước, tổng giá trị sản lượng cua bình quân mỗi năm trên 10.000 tỷ đồng.
Sáng nay, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty AIC và 35 bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, tiếp tục với phần tranh luận. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã đưa ra nhiều quan điểm luận cứ nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi cho thân chủ của mình. Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa bị cáo Bồ Ngọc Thu, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho rằng, hồ sơ vụ án cho thấy bị cáo Thu đã bỏ qua các bước thẩm định khi ký tờ trình bổ sung phần đầu tư thiết bị y tế, không vì động cơ vụ lợi mà chỉ với mục đích để kịp thời gian nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch xin vốn ngân sách từ Trung ương. Mặt khác, luật sư cho rằng bị cáo Thu không tạo điều kiện cho công ty AIC trúng thầu, nên bị cáo Thu không đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Luật sư đề nghị chuyển tội sang tội tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bào chữa cho bị cáo Trần Đình Thành, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, luật sư đã đề nghị hội đồng xét xử chấp thuận theo nội dung trong kết luận điều tra của cơ quan công an về việc kiến nghị phân hóa hành vi của bị cáo Thành cho hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư, bị cáo với đại diện Viện Kiểm sát. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư, bị cáo với đại diện Viện Kiểm sát. Tiếp tục với một thông tin khác, một đường dây lừa đảo qua mạng Internet vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt xóa thành công. 10 bị can cũng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Đình Dương và Bùi Văn Tiến đều trú thành phố Hà Nội là những đối tượng cầm đầu, cấu kết với nhiều đối tượng khác ở các địa bàn Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên để hoạt động lừa đảo từ khoảng tháng 6 năm 2022 đến nay bằng hình thức cho vay tiền. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp. Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn nhằm tạo lòng tin cho người vay, đồng thời yêu cầu người vay phải đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp. Khi khách hàng chuyển các khoản phí nêu trên, chúng chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, đường dây đã lôi kéo hàng chục người cùng tham gia và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại ở các tỉnh, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Một đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ. Vụ bắt giữ được thực hiện vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022 tại khu vực mốc quốc giới 404 thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cách biên giới Việt Nam-Lào về phía Việt Nam khoảng 300 mét. Đối tượng Pị Sớm Mạ Ni Vong, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Siêng Khoảng, Lào, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 16 gói polyethylene màu xanh và 4 gói polyethylene màu hồng, khoảng 4.000 viên ma túy tổng hợp. Theo lời khai ban đầu, đối tượng nhận vận chuyển số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới về Việt Nam để lấy tiền công là 200.000 kiếp Lào. Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần sau của chương trình, ít nhất 30 người thiệt mạng vì những lý do liên quan đến thời tiết cực đoan tại Mỹ. Thức ăn đựng trong bao bì nhựa chứa hạt vi nhựa gấp 7 lần so với chất liệu khác. Thưa quý vị, một vụ nổ súng vào đêm Giáng sinh tại một quán rượu ở Tây Bắc nước Anh đã khiến một phụ nữ trẻ thiệt mạng và 3 người đàn ông bị thương nặng. Lực lượng cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra lúc 11:50 tối thứ Bảy ở thị trấn Wallasey. Nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ. Nhân chứng tại hiện trường nghe thấy có thể có 6 hoặc 7 phát súng đã được bắn. Cảnh sát đang tìm kiếm các nhân chứng và điều tra làm rõ sự việc. Cuối tuần qua, khoảng 20 thợ lặn của cảnh sát Đức mò mẫm dưới một con kênh ở thủ đô Berlin. Họ tìm kiếm manh mối liên quan tới vụ trộm trang sức Dresden năm 2019 tại bảo tàng Grünwald. Ngày 25 tháng 11 năm 2019, nhiều trang sức hoàng gia đã bị đánh cắp từ bảo tàng Grünwald trong lâu đài Dresden ở Đức. Đến đầu năm nay, 6 người đàn ông bị buộc tội liên quan đến vụ cướp đã hầu tòa, nhưng tung tích của nhiều báu vật vẫn còn là một bí ẩn. Văn phòng công tố Dresden cho biết các bị cáo là công dân Đức từ 22 đến 27 tuổi, bị buộc tội trộm cắp và đốt phá. Tất cả các nghi phạm trên đang bị giam giữ. Cảnh sát Dresden xác nhận việc xem xét con kênh ở Berlin có liên quan đến vụ trộm năm 2019 và cho biết việc tìm kiếm có thể diễn ra trong một thời gian dài.
Đợt bão tuyết nguy hiểm kéo dài nhiều ngày qua khiến một số khu vực của Mỹ tê liệt, giao thông đình trệ, hàng ngàn gia đình phải chịu cảnh mất điện. Theo thống kê thì ít nhất 30 người đã thiệt mạng vì những lý do liên quan đến thời tiết. Theo truyền thông Mỹ, đợt lạnh sâu bao trùm hầu hết nước Mỹ kể từ tuần trước, trong đó chủ yếu là ở khu vực Buffalo, gần hồ Erie ở tiểu bang New York, nơi lệnh cấm lái xe do thời tiết vẫn đang có hiệu lực. Trong khi đó, thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết Washington đã nhất trí ủng hộ đề xuất ban bố tình trạng thảm họa liên bang. Khoảng 200 binh sĩ đã được huy động tới New York để cùng cảnh sát và lính cứu hỏa hỗ trợ người dân ứng phó thời tiết. Gió lạnh liên hồi và bão tuyết cũng ảnh hưởng đến loài dơi sống trong thiên nhiên ở Texas. Nhiệt độ xuống thấp đến mức chúng bị đông cứng và rơi lột bột dưới đất, khiến nhiều người tình nguyện bảo vệ thiên nhiên phải ra tay cứu giúp chúng. Chúng tôi dùng hộp cắt tông để gom các con dơi bị rơi xuống đất và mang đi sưởi, tránh cho thân mình của chúng bị ướt. Từ thứ Tư qua, khu vực trung tâm và phía đông nước Mỹ hứng những đợt bão mạnh hiếm thấy. Gió lạnh từ vùng cực cũng tạo ra các đợt tuyết rơi dày, đặc biệt là vùng Ngũ Đại Hồ. Giới chức Nhật Bản hôm nay cho biết thời tiết lạnh giá ở nước này trong tuần qua đã khiến 17 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Hàng ngàn người dân phải sống trong cảnh mất điện. Tại vùng duyên hải miền Bắc, bão tuyết đã làm giao thông tê liệt, nhiều dịch vụ vận chuyển bị trì hoãn. Nhà chức trách yêu cầu người dân không ra đường khi không cần thiết, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lở tuyết ở một số khu vực. Sản lượng đồ nhựa trên toàn thế giới được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới, trong khi rác thải nhựa đổ ra các đại dương được dự báo sẽ tăng gấp 3 trong cùng giai đoạn trên. Mới đây, theo các nhà nghiên cứu Anh, món gà quay truyền thống trong dịp Giáng sinh có thể chứa gần 250.000 hạt vi nhựa. Đây có thể là một thông tin đáng lưu ý cho vấn đề sức khỏe khi chúng ta cần đưa ra lựa chọn loại bỏ dần các bao bì nhựa. Các nhà nghiên cứu chế biến món gà quay giống hệt nhau, nhưng một bên được đóng gói trong bao bì nhựa, còn một bên không đựng trong bao bì nhựa. Cuộc nghiên cứu cho thấy món ăn được chế biến từ nguyên liệu đựng trong bao bì nhựa chứa hạt vi nhựa gấp 7 lần so với thực phẩm được đóng gói bằng chất liệu khác. Món gà quay không đóng gói bằng đồ nhựa chứa 55.000 hạt vi nhựa, cái còn lại chứa khoảng 230.000 hạt. Tiến sĩ Fay Cusero cho biết thêm, ăn một bữa ăn với nguyên liệu được đóng gói bằng bao bì nhựa mỗi ngày trong một năm, thì một người sẽ hấp thụ khoảng 10 gram nhựa, tương đương với 2 bao ni lông một năm. Tôi nghĩ bây giờ chẳng còn cái gọi là thực phẩm không chứa hạt nhựa, rất nhiều hạt nhựa đang tồn tại trong không khí và trong đất. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện hạt vi nhựa trong máu và các bộ phận của con người, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể kết luận được chúng có gây hại gì cho chúng ta hay không. Tại Mỹ, nhiều nhóm mê xe đang thực hiện xu hướng biến đổi ô tô cổ điển thành những cỗ máy chạy điện. Dù đối mặt với nhiều thách thức về công nghệ và chi phí, mục tiêu của họ là vừa làm phương tiện có thể di chuyển nhanh hơn và thân thiện môi trường hơn. Để biến xe cổ thành xe chạy điện, thời gian cải tạo mất 1,5 năm, chi phí từ 100.000 đô la. Ngoài ra, phải tăng cường lắp đặt hệ thống treo, hệ thống lái, trục truyền động và hệ thống phanh. Và sau cùng là vượt qua cửa ải đăng kiểm lưu hành. Đây là chiếc Leafmark Satellite năm 1977 của tôi. Bây giờ tôi đổi tên nó là Electrolyte. Con xe này giờ chạy bằng điện 100%. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 3 giây với công suất 636 mã lực. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 250 km/h trong 12 giây. Hơn 1,5 năm trước, chúng tôi đã nghĩ rằng nó sẽ phù hợp hơn hoặc dành cho những người siêu cao. Nhưng vào thời điểm này, đây sẽ là tương lai của ô tô điện và của ô tô cổ điển. Hiện các nhóm mê chuyển đổi đang phát triển các bộ phận xe đa năng, bộ pin nhẹ hơn, nhỏ hơn và mạnh hơn. Ngoài ra, họ cũng làm thêm các bộ phận đi dây dễ lắp đặt hơn cùng vô số cải tiến khác. Ước mơ của họ là động cơ xe hơi chạy điện trở nên phổ biến hơn, hướng tới tương lai môi trường xanh sạch hơn. Tại Anh, hàng năm cứ đúng vào ngày Giáng sinh 25 tháng 12, thì người dân thủ đô London có truyền thống đắm mình trong làn nước của hồ The Serpentine, công viên Hyde Park để tham gia một sự kiện bơi lội giữa tiết trời mùa đông. Câu lạc bộ bơi lội Serpentine tổ chức Cup Peter Pan hàng năm vào đúng ngày này. Tại đây, các vận động viên ở mọi lứa tuổi có thể tham gia bơi lội trong phạm vi hơn 90 mét. Bất chấp nhiệt độ dưới nước khoảng 4 đến 5 độ C, sự kiện vẫn thu hút nhiều người dân tại thủ đô tham gia. Thật là một điều tuyệt vời khi được tham gia sự kiện này. Tất cả chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau trong nhiều năm nay. Cảm giác giống như là bạn giành được một món quà Giáng sinh vậy. Tôi đã là thành viên của câu lạc bộ từ năm 1980. Trong những ngày đầu, câu lạc bộ chỉ có khoảng 20 người. Còn bây giờ, số lượng đã tăng lên 70 hoặc 80 người tham gia cuộc đua vào ngày Giáng sinh. Cúp Peter Pan được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1864.
Thưa quý vị, chiều qua, lực lượng công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt giữ một đối tượng giả công an, sử dụng trang phục công an nhân dân điều khiển xe mô tô, đối tượng tham gia dẫn đường cho xe cứu thương. Hình ảnh đã được người dân ghi hình lại trong những ngày qua trên địa bàn. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 12, Công an phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên nhận được thông tin tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, có một nam thanh niên mặc quân phục công an nhân dân có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên mặc quân phục công an đeo cấp hàm thượng sĩ. Qua xác minh, người này tên Phạm Vũ Linh, sinh năm 2002, trú tỉnh An Giang. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận bộ quân phục trên được người bạn cho và sử dụng để ra ngoài chứ không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Linh còn thừa nhận từ lúc có quân phục công an, Linh nhiều lần xuống thành phố Long Xuyên chơi và dẫn đường 3 lần cho xe cứu thương. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. Nhiều trẻ nhỏ hoảng hốt khi chiếc đu quay ở nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức, phường Linh Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ nghiêng sang một bên. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút tối qua, khoảng 10 bé đang chơi thì bất ngờ đu quay gặp sự cố nghiêng về một phía. Nhiều bé đang chơi hốt hoảng la hét. Chiếc đu quay sau đó dừng lại và nhiều người hỗ trợ phụ huynh, bảo vệ, công an địa phương đưa các bé xuống đất an toàn. Dù vậy, nhiều bé vẫn tỏ ra sợ hãi. Ngay sau đó, nhân viên kỹ thuật của nhà thiếu nhi Thủ Đức có mặt khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức cũng có mặt ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân. Chiếc xe giường nằm bất ngờ tông thẳng vào lan can của hầm chui, khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Sự cố xảy ra vào lúc 4 giờ sáng nay trên quốc lộ 51, đoạn qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm khi đó đang lưu thông theo hướng từ Long Thành về thành phố Biên Hòa. Khi đến gần hầm chui ngã tư Vũng Tàu thuộc phường Long Bình Tân, thì phương tiện bất ngờ lao qua phải, tông gãy một biển báo giao thông. Phương tiện tiếp tục đâm vào lan can và thanh giới hạn chiều cao của hầm chui mới dừng lại. Tại hiện trường, đầu xe khách hư hỏng nặng, nằm trên lan can bằng bê tông của hầm chui. Ngoài ra, một biển báo và nhiều mét thanh giới hạn chiều cao bằng sắt cũng bị tông gãy. Sự cố cũng khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 51 ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa tiến hành phong tỏa hầm chui ngã tư Vũng Tàu để phục vụ công tác xử lý hiện trường. Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải đã xảy ra hôm nay trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An. Một người bị thương, phương tiện hư hỏng và kẹt xe kéo dài hơn 1 cây số. Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 8 giờ ngày 26 tháng 12, xe tải biển Trà Vinh chưa rõ tài xế lưu thông hướng đi từ Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Đang đi qua đoạn km 28, xe bất ngờ bị nổ giỏ và dừng trên làn đường số 1. Không lâu sau, xe tải biển thành phố Hồ Chí Minh lưu thông cùng chiều từ phía sau chờ tới, không xử lý kịp dẫn đến va chạm. Tại hiện trường, hai phương tiện nằm trên làn đường số 1 khiến hàng loạt phương tiện khác lưu thông ngang qua bị ùn ứ kéo dài. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an tỉnh Bình Phước hôm nay cho biết đang điều tra làm rõ vụ sử dụng xe cuốc phá hoại tài sản. Hai căn nhà của hai gia đình ở ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú bị sập gần như hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, một nam thanh niên tên Hải, 24 tuổi, điều khiển xe máy cuốc đến nhà anh Nguyễn Văn Thơ và sau đó phá sập nhà nạn nhân chỉ trong vòng khoảng 30 phút. Sau đó, đối tượng này tiếp tục lái xe đến nhà anh Nguyễn Văn Nga, cách nhà anh Thơ khoảng 500m, tiếp tục phá căn nhà khoảng 100m2. Sau đó, nam thanh niên này để lại xe máy cuốc tại nhà anh Nga rồi bỏ đi. Vụ việc đã làm hai căn nhà bị phá sập gần như hoàn toàn, một xe ô tô 7 chỗ bị hư hại nặng, nhiều tài sản bị phá nát. Một số trụ điện, dây điện xung quanh hiện trường bị phá hư hại, gây ra tình trạng mất điện một số khu vực. Theo một số người dân cho biết, trước đó giữa gia đình anh Nga, anh Thơ có xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên trên trong việc làm ăn liên quan đến xe máy cuốc. Trưa ngày 25 tháng 12, bè cá diện tích 84m2 trên lòng hồ Trị An bất ngờ bốc cháy, tổng tài sản thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đột xuất cho gia đình bà Cao Thị Định, 74 tuổi, ngụ xã La Ngà. Hội cũng hỗ trợ đột xuất gia đình bà Định số tiền 3 triệu đồng cùng một phần quà nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã La Ngà cũng hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng để vượt qua khó khăn trước mắt. Nguyên nhân được xác định là do lúc nấu cháo cho chó, than lửa rớt xuống sàn bè gây cháy. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã, gia đình bà Định thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác. Hiện 7 người trong gia đình bà đang sống nhờ các bè cá lân cận. Chương trình Sống Dây hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Sống Dây sáng mai phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 6:30. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.